Hi, xin chào mọi người. Mọi người ơi, thì hiện tại bây giờ mình đang chuẩn bị để mà nấu đồ ăn cho má chồng mình với lại các em nhỏ nhà mình mọi người. Thì các nguyên liệu ở đây mình cũng đã sơ chế xong hết rồi mọi người. Thì mình nghĩ là mọi người nhìn các nguyên liệu như thế này thì mọi người sẽ đoán được hôm nay mình sẽ làm món gì. Thì hôm nay mình sẽ đổ món bánh xèo Việt Nam mọi người. Thì nguyên liệu mình cũng sơ chế xong hết rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vô để mà mình xào nhân rồi mình sẽ chiên bánh nữa thôi mọi người. Bên này nhân với lại bột đồ cũng pha xong hết rồi mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu chiên thôi. Đây là gao để mà mình ăn bánh xèo mọi người ơi. Thì ở đây á, gao thì không có đủ các loại như ở Việt Nam mình đâu mọi người. Thì nó cũng hạn chế lắm. Thì ở đây mình chỉ có gao húng quế nè, với lại gao xà lách, với lại ngò gí à mọi người. Thì gao này nó không có đầy đủ nên là nó cũng không có ngon được như ở Việt Nam mình đâu mọi người. Ở Việt Nam mình á, thì gao đủ các loại gao thơm á, thì nó ngon dữ lắm luôn. Đây mình làm cái tô nước mắm nè để mà chấm bánh xèo mọi người. Thì ở đây á, mình không có mua được nước mắm Việt Nam mọi người ơi, nên là mình sử dụng nước mắm của Thái Lan. Thì mình thấy cái nước mắm của Thái Lan thì nó hơi mặn hơn nước mắm của Việt Nam mình. Quý vị chỗ chi gì men con? À, yeah, chơi gì men? Gì men? Chơi gì men? Vèo luôn. Ruby đang bóp dáng để cho mẹ nhìn coi cái kiểu tóc mới của chị có đẹp không mọi người. Thì bây giờ đang đi ngang cái tiệm tạp hóa này mọi người. Thì Ruby á, muốn mua vô đây để mà mua đồ chơi với lại sô-cô-la. Thì bây giờ mình sẽ dẫn Ruby vô để cho Ruby mua. Con thích không? Thì sau một hồi chờ đợi á, thì gà cũng ra rồi mọi người. Thì mình kêu ba cái đùi gà, hai cái cho Ruby mọi người. Một mình thì chỉ ăn một cái thôi, tại vì mình không có hảo đồ chiên cho lắm, với lại mình cũng còn no nữa. Ruby thì rất là thích đùi gà chiên mọi người, mỗi lần ăn là phải ăn hai cái. Ruby á, không có đợi được á, đùi gà nguội luôn mọi người. Họ vừa chiên xong á, thì đùi gà rất là nóng luôn, rất là thơm. Còn rất là nóng nhưng mà Ruby vẫn nói là
con muốn ăn liền, bây giờ con không có đợi được nữa. Đây cũng là một món khoái khẩu của Ruby à mọi người. À, bây giờ mình mời hai mẹ con mình mời mọi người dùng với hai mẹ con mình nhé. Mình khó hơn bia, mình đi xe đi con, nóng lắm con, con nói dạ. Mình đi xe hả? Ví dụ mà sao mà chỉ của oren à, sao mà chỉ của oren à, nãy cái oren, cái gì vậy này cơ, chưa cơ à, chưa cơ vì, ví dụ bia tung, xe cà phê tung. Ruby, ini manik, manik. 1 kilo berapa? 1 kilo 10. 10. Ini sedap, ini sedap. Sama dia lagi sedap. Oh, okey. Ya, phu thảo mah, mami mai phu thảo. Lemon à? Mimi tu mi hữu sư lemon. Mimi yao. Fang hui xu, fang hui xu. Mami Huy mày cái này. Dạ, cái này.
ini berapa? Sepuluh lini. Ma, manit dah. Okay, ini satu. Ubi ya banana. Apa banana? Banana. Nari banana. Ayo banana juga. Hai ta ke ya lo. Biar 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 so biar tu. Là bạn thiện nữa chứ cái xin xong lại đấy cái có biết tôi có 2 ly tên là tên bút khí tung đó gù bí bút khí tung đó xưa mà mấy huy mài thì biết chắc sẽ hổ kế à ê chắc cái đi dạ xin xin ok cô liền hảo xin xin bí là xí sao bí số đấy bí em mua liền gì số mua gì à mọi người thì hai mẹ con mình cũng ăn xong rồi mọi người mới đi ăn dẫn của bi đi hớt tóc xong rồi của bi đòi ăn gà chiên của mọi người mình dẫn của bi đi ăn gà chiên với lại mua được một ít trái cây về cho má chồng mình với lại mấy em nhỏ nhà mình ăn mọi người bây giờ hai mẹ con mình về xí đau tay mất nào lại xin cảm ơn mọi người đã xem hết video của hai mẹ con mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Bye. Gubi nói bye bye cô chú đi con. Bye bye cô chú. À con cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Đã xem hết. Video của mẹ con. Bye bye cô chú đi con. Bye.